Thưa quý vị, vào sáng hôm qua, 31 tháng 3, tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Dù chưa kịp cướp đi tài sản gì có giá trị, song hành vi dùng súng đi cướp giữa ban ngày tại nơi có nhiều người qua lại khiến người dân vô cùng lo lắng và hoang mang. Ngày hôm nay, hình ảnh này đã được camera của một cửa hàng đối diện ghi lại và công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành truy xét các đối tượng gây ra vụ cướp. qua trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3, hai nam thanh niên cao to khoảng 30 tuổi đeo khẩu trang kín mặt đi trên một chiếc xe máy chè biển số đến phòng giao dịch ngân hàng An Bình trên đường Lũy bán bích phường Hiệp Tân quận Tân Phú. Sau đó một thanh niên đi vào bên trong cầm một vật giống khẩu súng dí vào bảo vệ rồi yêu cầu đưa tiền. Tuy nhiên bảo vệ ngân hàng đã chống trả và đẩy cửa vào bên trong chống cự đồng thời hô cướp thời điểm này năm thanh niên còn lại đang ngồi trên xe máy cũng lao vào ngân hàng liền đưa ba lô và hô im lặng nếu không sẽ bắn sau đó hắn đưa ba lô để nhân viên ngân hàng gom tiền bỏ vào lúc này các bảo vệ hô hoáng kêu cứu khiến hai thanh niên bỏ lại ba lô và lên xe tẩu thoát nhận được thông tin lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường khám nghiệm lấy lời khai của nhân viên ngân hàng